Thế tóm lại là có chữ ký hay là không? Mới tròn 2 năm ngày cưới thôi mà. Chưa gì mà anh đã muốn ly hôn rồi à? Nói chung là cô ấy vừa mới ở nước ngoài, bay về đây đêm qua. Và cô ấy nhớ tôi không thể nào chịu được. Thành ra là tôi không nỡ đồng làm phụ cô ấy, hiểu không? Anh thật sự muốn em ký đến vậy à? Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, hóa ra đây là thứ anh ấy muốn tặng mình. Đằng sau vẫn còn hợp đồng hôn nhân nữa cơ mà. Chưa đọc mà đã ký rồi à? Thôi, bao giờ thì ra tòa? Hóa ra là cô mong chờ ngày này lâu lắm rồi đấy nhở. Sắp được chạy về với anh người tình 5 năm rồi chứ còn gì nữa. Chuyện đấy đâu có liên quan đến anh. Tôi hỏi lần cuối cùng, khi nào thì ra tòa? Đợt này tôi đang bận dự án mới. Chắc phải khoảng 3 tuần nữa tôi mới có thể rảnh được. Đến lúc đấy thì mới có thể bắt đầu đâm đơn lên được. Nói chung là trong khoảng thời gian đấy thôi. À quên, từ giờ thì chúng ta sẽ mỗi người ngủ một phòng nhá. Chứ em nghĩ là chị muốn ngủ với em lắm sao? Đổi xưng hô nhanh đấy nhỉ. Thế đi, từ giờ cứ xưng hô như thế đi nhá. Nhưng mà trước mặt gia đình tôi thì vẫn cũng phải xưng hô như bình thường. Dạo này gia đình tôi đang có chuyện không vui, đừng có làm họ bị kích động đấy. Chị lớn hơn em hẳn 2 tuổi cơ. Chuyện đấy em không cần phải lo. Hóa ra là vì gia đình chị từng cứu ông nội và bố tôi, cho nên là bây giờ ông tôi bắt tôi phải cưới chị đấy à? Bố mẹ chị đều mất cả rồi. Có lẽ là trước khi mất, mẹ chị đã gọi điện cho ông nội em, nhờ ông giúp đỡ chị. Bố mẹ chị cũng là trẻ mồ côi, nên là chị cũng không có nơi nương tựa. Có lẽ là vì vậy, nên là mẹ chị mới. Chị cũng không nghĩ là ông em lại dùng cách này. Mà chị nhớ là em từng bảo là em có người yêu rồi mà. Sao ông lại... Với lại em thực sự là sẽ đồng ý cưới chị à? Thế thì chị chả biết cái gì về ông của tôi rồi. Nếu như mà tôi từ chối được thì tôi đã từ chối từ đầu rồi, chứ không phải là đợi đến bây giờ. Thì em cứ từ chối thôi, việc gì mà phải chịu. Thì đây. Nhưng thôi, nói chung là tôi gọi chị ra đây để có chuyện muốn thương lượng với chị. Bỏ qua cái vấn đề sang một bên nhá. Chuyện muốn thương lượng với chị sao? Nếu như chị đồng ý thì tôi sẽ cưới chị ngay và luôn. Và tất nhiên tôi vẫn sẽ làm tròn cái bổn phận của một người chồng nên có. Còn nếu như mà chị không thích thì... Cụ thể như nào em nói đi. Như chị đã biết rồi đấy, tôi bây giờ cũng đã có người yêu rồi. Nhưng mà bởi vì là ông của tôi đang già yếu bệnh tật, và gia đình của nhà chị cũng có ơn lớn với gia đình của nhà tôi, cho nên là tôi cũng không muốn chống đối ông tôi làm gì nữa. Vì vậy, tôi và chị vẫn sẽ kết hôn với nhau. Nhưng mà chỉ là vợ chồng ở trên danh nghĩa. Đúng 3 năm. Sau 3 năm, tôi và chị sẽ ly hôn, đường ai nấy đi. Chị thấy cái thỏa thuận này ok không? Chị... Sao đấy? Thế chẳng nhẽ là chị không có người yêu hay là người mình thích à? Với cả là tôi với chị từ đầu đến với nhau cũng có phải là vì yêu đâu, đúng không? Chị cứ suy nghĩ đi. Nếu như mà chị đồng ý thì tôi sẽ lập ra bản thỏa thuận. Và sau khi mà thỏa thuận xong, tôi sẽ đưa cái bản đấy cho người yêu hiện tại của tôi giữ để cô ấy yên tâm. Nhưng nếu mà không thì... Chị đồng ý.
Sao mình đã có được cái thứ mình muốn rồi mà cứ... Sao lại cứ có cái cảm giác không vui nhỉ? Khó chịu thế. Em ơi, chỉnh cho anh cái cột. Bị quên thôi. Làm gì mà nhìn căng thế? Ở với nhau 2 năm thì đấy là có thói quen được chưa? Suất của tôi đâu? Phần của tôi đâu? Anh đi dở hơi đấy à? Tôi với anh đã ký đơn ly hôn rồi mà. Phần cái gì mà phần? Anh đi mà đến bảo cái người mà người tình trong mộng của anh ấy, bảo cô ta nấu cho. Bị hâm đấy à? Sao nghe thì giọng như kiểu à, có người đang ghen ý nhở? Tôi ghen hay không ghen thì liên quan gì đến anh? Mà này, anh cũng đừng có quên, tôi cũng có người tình trong mộng suốt 5 năm đấy, nhá. Thế hóa ra đây là lý do mà cô thủ thân như Ngọc suốt mấy năm nay đấy à? Ok, được thôi. Thế thì tôi cũng sẽ đến bên người tình của tôi, cho cô vừa lòng, người trong mộng của tôi đấy, nhá. Sao anh ấy lâu đến đấy nhở? Sao chị ta làm cái gì ở đây mà lại ăn mặc ngắn cuốn cơm thế kia? Mình với chị ta bây giờ cũng có là cái gì của nhau đâu mà mình cứ phải quản nhỉ? Linh! Anh! Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp anh đấy. Càng ngày anh càng đẹp trai lên đấy nhá. Sao lại ngồi sát nhau thế kia? Bắt tay cái nào con nàng xinh đẹp. Này, anh làm cái gì ở đây đấy? Cậu này là... Tôi, Hải, chồng của Linh. Này, không phải là chúng ta đã... Này, chưa ký giấy chính thức thì tôi vẫn là chồng của em đấy. Thế cậu này là ai nhở? Mà hai người gặp nhau để làm cái gì? Mà tại sao chị lại ăn mặc cun cơn thế này hả? Này, việc gì tôi phải trả lời cậu nhỉ? Bây giờ cậu cũng đã ký giấy ly hôn với Linh rồi, cậu còn quan tâm về chuyện đời tư của cô ấy nữa. Wow, đời tư á? Trời, gừng càng ra càng cay ấy nhờ. Hóa ra đây là cái chàng trai 5 năm trong đời đồn của chị ấy đúng không? Chàng trai 5 năm. Này, em chưa nói gì cho cậu ấy biết à? Thế là cậu không biết gì về cái chàng... Mà nghe cái giọng cậu như kiểu là cậu cũng quen anh ta nhở? Em nói thì cũng đã muộn rồi anh ạ. Anh Hải! Này, sao anh lại để em đi một mình như thế? Chả đón em gì cả, em đi bộ mỏi chân muốn chết rồi đây này. Được rồi, làm gì mà ôm chặt thế? Nhưng mà em nhớ anh lắm, nhớ muốn chết luôn ý. Sao anh lại ngồi với cả vợ cũ của anh? Tôi đang ngồi cà phê với cả cái anh đẹp trai này thì tự dưng cái anh người yêu mà cô nhớ đến chết đi tự dưng lao vào đây phá tôi đấy chứ. Anh bảo là anh không còn quan hệ gì với cả bà cô già này nữa cơ mà. Ai? Sao vẫn ngồi đây? Cô nói cho cẩn thận nhá. Bà cô già là ai? Kể cả Linh có là bà cô già đi nữa thì cũng được Hải cưới xin về đàng hoàng. Trên giấy tờ thì hai người đấy vẫn là vợ chồng. Linh còn chưa nói đến chuyện cô là tiểu tam trơ trẽn ra. Ở đây mà còn lên mặt à? Anh để cho bạn gái của anh bị bắt nạt như thế à? Anh bảo này, em đừng có quan tâm cái lời nói của những cái người qua đường, em hiểu không? Mình không việc gì mình phải bận tâm nhá. Đừng có nhăn mặt, trời ơi nó già nó nhăn nheo hết cả, nó xấu đi nhá. Kệ.
Thôi, bọn tôi đi đây. Hai người ở đây mà dành thời gian riêng cho nhau nhá. Ô cặp này, anh đi đâu đấy? Anh định bỏ em lại một mình đấy à? Thôi. Linh này. Dạ. Chuyện đó sao em không nói cho cậu ấy biết, cứ giấu cậu ấy mãi thế? Nói thì cũng có giải quyết được gì đâu ạ. Anh cũng thấy rồi đấy. Vốn dĩ là em định là sẽ dùng quãng thời gian ở bên nhau để khiến cho cậu ấy dần có tình cảm với em. Nhưng mà thôi được rồi, về nghỉ ngơi đi nhá. Nếu mà cảm thấy bức bối hay là khó chịu ấy, thì gọi cho anh. Về đi. Bye bye anh. Chị cũng ghê gớm thật đấy. Vừa mới ký giấy ly hôn thôi mà đã có trai theo ngay được rồi. Sao chẳng có con chó nào ở đây mà tôi cứ nghe tiếng chó sủa thế nhở? Kể cả tôi có là chó đi chăng nữa ấy, thì cũng là con chó mà anh Hải thích bấy lâu nay đấy. Chị thử nhìn xem, 2 năm nay chị là vợ của anh ý mà có khiến cho anh ý xoay chuyển tí nào đâu. Chị đúng là đồ thất bại đấy. Cô nói cái gì đấy hả? Tôi nói là chị là cái đồ bà cô già xấu xí, thất bại thảm hại, không được anh Hải yêu tí nào chứ sao nữa. Này, My, làm sao đấy? Em chỉ vừa mới nói chuyện với chị ý một tí thôi. Em bảo là chị nên buông tha cho anh để anh đến với em đi. Thế mà chị mắng em là đồ hồ ly tinh, xong rồi đánh em ngã cả ra đất đây này. Chị bị làm sao đấy? Đúng là có tiếng mà không có miếng. Anh đừng nghe chị ta nói. Bình thường ở trước mặt tôi thấy chị hiền từ thục nữ lắm cơ mà. Hóa ra đây mới là con người thật của chị nè. Con người thật của chị là phải gấp đôi như vậy mới đúng chứ. Nay là sinh nhật của My, cũng trùng luôn với sinh nhật của mình. Không biết là mình chuẩn bị quà cho cô ấy như này, cô ấy có cho mình bất ngờ cái gì không nhỉ? Lần đầu tiên đến đây nữa đâu mà cứ phải ngại ngùng như thế. Nhưng mà kiểu anh ở nước ngoài lâu mới về ấy, chứ xong rồi còn đến nhà riêng của người yêu, nó cứ kiểu bị kiểu nó xóa quẩy. Mặt chả thích lắm rồi đấy mà còn ra vẻ nữa à? Tiếng gì đấy em? À, chắc là con mèo nhà em nó đói mà, tí nữa em cho nó ăn. Mà thôi, anh đừng có quan tâm đến mấy cái vấn đề vớ vẩn đấy nữa được không? Này, thế cái thằng con trai kia như nào rồi em? Nói đen cái thằng ngu đấy làm cái gì? Em nói gì mà nó chẳng nghe. Mà anh ý, anh cứ bắt em phải yêu thằng khác để lấy vốn làm ăn cho anh. Xong vụ này nhá, mà anh không cho em ngồi vào ghế giám đốc ý, thì cứ liệu hồn đấy. Ơ kìa, em tuyệt vời, em hết mình với anh như thế, làm sao mà có chuyện anh phũ phàng với em được. Đấy là còn chưa kể, em lại còn rất là biết cách chiều người khác nữa. Thì người ta cũng vì yêu anh thật lòng cho nên mới thế đấy chứ. Chứ phải thằng khác á, nằm mơ nhá. Thế còn thằng Hải đấy thì làm sao? Anh này, cứ chọc em thôi. Anh mà còn nhắc đến nó nữa, em lên giường với nó cho mà xem. Ừ, em dám à? Dám hay không ấy, cứ thử đi thì biết. Thì cũng phải chờ xem, nhưng mà em có cái khả năng nào nó mới hay hay một tí không? Anh này, đáng ghét. Cùng là đâu ấy nhở? Sao cậu lại vào đây? Làm vợ chồng với nhau mấy năm mà bây giờ chị vẫn còn phải ngại à? Nói như kiểu là cậu coi tôi là vợ cậu không bằng đấy nhở?
Mà này, sao người cậu toàn là mùi rượu đấy, uống say à? Trông cái dáng vẻ của chị như kiểu chị đang tìm cái gì nhỉ? Tôi đâu có tìm cái gì đâu. Thôi đi ra ngoài đi, cho tôi thay quần áo đi, nhanh lên. Chị đang tìm cái này đúng không? Này, đây là cuốn sổ của tôi mà, sao cậu lại cầm nó? Chị là vợ của tôi, thì đồ của chị cũng phải là đồ của tôi chứ. Này, trả nó cho tôi. Đừng có nghĩ là hôm nay mình say rồi muốn nói gì thì nói nhá. Mau trả đây. Thì nói cho tôi biết, cái chàng trai 5 năm ở trong này là ai? Sao đấy? Đến cả chị mà cũng như thế à? Sao lũ đàn bà các chị lại toàn độc ác bội bạc như vậy? Hả? Bội bạc á? Cậu nói tôi bội bạc á? Đúng, tôi bội bạc đấy. Còn cậu thì sao? Mang giấy ly hôn đến trước mặt tôi vào đúng cái ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Cậu bắt tôi phải ký giấy ly hôn vào đúng cái ngày đấy. Rồi sao? Cậu nói tôi như thể là cậu là thánh sống. Cậu sống nhân từ nhân đức lắm ấy nhở? Cậu không bội bạc ấy nhở? Ừ. Tôi bội bạc cái gì làm sao? Hả? Không phải là suốt 2 năm qua chị vẫn giữ hình ảnh của một cái thằng khác trong tim chị à? Bực lắm đúng không? Cáu lắm đúng không? Đánh tôi đi! Bực lắm cơ mà! Tôi bội bạc lắm cơ mà! Chị cũng biết lý do vì sao tôi lại muốn ly hôn thôi. Đúng! Đúng là tôi có một phần hy vọng với cái My, nhưng mà nó chỉ là một phần thôi. Còn 9 phần còn lại là tôi thất vọng với chị đấy. Cậu nói vậy là sao? Suốt 2 năm qua chị đóng vai làm vợ của tôi, thế mà trong cái quyển nhật ký của chị không có lấy một dòng có tên của tôi ở trong này. Thời ta lại còn kém tuổi chị. Chị mặn nhờ. Suốt 2 năm qua, lúc nào chị cũng đóng qua một người vợ hiền ở trước mặt tôi, nhưng mà trong tim chị thì lại có người khác. Tôi không thể nào mà chịu được cái đấy, hiểu chưa? Tại sao mà cậu không chịu được? Cậu đâu có yêu tôi đâu mà không chịu. Ai bảo chị là tôi không yêu? Đúng, đúng là cái thời gian đầu tôi không hề có tình cảm với chị, nhưng mà cái cách chị quan tâm tôi từng ngày, cách chị chiều chuộng tôi, nó làm tôi cảm thấy tham lam. Tôi chỉ muốn cái chị dành cái điều đấy cho một mình tôi thôi. Tôi không muốn chia sẻ nó cho bất cứ một thằng nào cả. Nhưng mà sau khi tình cờ thấy cuốn sổ này, mà như thế thì làm sao? Người chị yêu có phải là tôi đâu. Cho nên khi cái My quay về, tôi đã muốn vin vào đấy, lấy lý do ly hôn để xem cái phản ứng của chị như thế nào. Xem ra tôi sai rồi. Người mà tôi yêu 5 năm ấy chính là cậu đấy. Cuối cùng ra nói ra rồi. Chị muốn nói cái gì cơ? Tôi nói là cái người mà tôi yêu 5 năm chính là cậu đấy. Chị nói dối. Trước khi cưới tôi, chị đã yêu người ta tận mấy năm rồi cơ mà. Làm sao cậu biết là tôi còn nói dối hay không? Trong khi suốt 2 năm qua ở bên nhau cậu không nhớ một cái gì cả. Lúc đó tôi là sinh viên năm 3, còn cậu thì học năm 2. Chúng ta đã gặp nhau vào một ngày trời mưa rất lớn. Cậu thì nhớ kỹ lại mà xem. Vợ anh ạ. Vợ đợi với. Vợ ơi đợi với. Nhanh lên vợ ơi. À,
Trời ơi, sao anh lớn tướng rồi mà còn ngã như là trẻ con đấy nhở? Đúng là hậu đả hậu đậu. Tôi chết rồi, hình như anh bị trẹo chân rồi. Cho chừa, ai bảo tối hôm qua dám nhắc đến Mi trước mặt em cơ? Anh đã bảo đấy là anh lỡ mồm thôi. Lỡ mồm cái gì nữa? Nhanh nhặt đồ lên còn đi về. Nhanh. Nào, đi về. Thế hôm nay anh nấu cơm. Anh nấu. Thôi được rồi, vì hôm nay là sinh nhật anh nên là anh chỉ cần cầm đồ về thôi. Còn em nấu được chưa? Thật á? Thế là em hết giận anh rồi đấy. Nói nữa em lại giận bây giờ. Cái đồ đáng ghét. Đi,